những cái chương trình phỏng vấn nghệ sĩ, thành ra những tin tức nội bộ về nghệ sĩ thành ra rành lắm. Và khán giả nào cũng hay tò mò hỏi, gặp Giang Ngọc được hỏi chứ ô cái cô đó làm sao, rồi cái anh đó làm sao. Thì có một cái câu hỏi mà khán giả cũng hay hỏi Giang Ngọc, và nếu mà quý vị nhìn hồi nãy giờ cái phần trình diễn của Phi Nhung cũng như Mạnh Quỳnh thì chắc là cũng thắc mắc là không biết hai người có gì không? Cái gì tầm hỏi vậy? Tầm hỏi làm sao? Tầm bậy sao tầm hỏi? À, không có gì hết, bây giờ em mới có nè. Bây giờ mới thấy ông đẹp em mới để ý chút xíu. Nhưng mà cũng muộn rồi, em có vợ rồi. Có vợ rồi nhưng mà em thì vẫn chưa, em là available. Yeah. Đây là độc thân tại chỗ thôi nha quý vị, là tại chỗ này thôi. Chị nói vậy là sai rồi, em độc thân everywhere luôn. Everywhere rồi, bây giờ coi như là ngày hôm nay là ngày thông báo với tất cả các anh có mặt ngày hôm nay, tức là Phi Nhung độc thân everywhere. Con ở vậy con mới lấy chồng, nhất là anh ban nhạc đó. Trời ơi, bữa đó ở vậy nhất không lấy chồng, nhất là mấy anh ban nhạc, cái tự nhiên cái anh đánh trống kênh vỗ tài. Chị anh Khôi phải không? Anh Khôi không? Tuấn à, anh Tuấn. À, nhưng mà quý vị thấy không, hồi nãy giờ đó phải nói tất cả những ca sĩ đứng ở phía trong á đều nói là cái lighting ở casino rất là đẹp. Quý vị đồng ý không? Khi nhìn lên thì phải nói thật là đẹp không ạ? Và khi mà cái ánh sáng nó chiếu xuống thì thưa quý vị nó rất là nóng, bởi vì tất cả những cái hit nó nằm ở trên đầu. Mà Giang Ngọc thấy là ca sĩ thì mình không nói rồi, nhưng mà cái người mà được chiếu ánh sáng nhiều nhất là anh Đăng Trọng. Bởi vậy đầu anh ngày hôm nay không biết tóc đi đâu mất tiêu trời. Bây giờ muốn chịu chịu không? Em nhìn chị cho chị coi nè, đi chung nhìn chị cho coi nè. Nghe tính cháu biết là chồng của ai không? Ai? Nữ ca sĩ Phương Diễm Hạnh đó quý vị. Wow. Mới là nhiều chuyện là chính gốc luôn đó. Chưa. Bởi vậy cho nên thưa quý vị, nếu quý vị nào mà muốn hỏi tin tức về ca sĩ thì gọi Giang Ngọc là lộn rồi, phải hỏi Phi Nhung. Không, tại anh Tướng với là em thân của mợ thì tại vì chị nói là chị muốn biết thì em cho biết. Nó mà hát ghê mình thì nói độc thân everywhere, mà anh Tuấn mà khai thiệt rõ ràng luôn là đã có vợ rồi. Bởi vậy cho nên coi như ngày hôm nay anh Tuấn hết làm ăn gì rồi. Chị có khi này bây giờ chị có cho em hát một chút xíu về tiếng Hoa không? Tiếng Hoa. Ồ, nói tới tiếng Hoa thì Giang Ngọc được biết là Phi Nhung cũng vừa mới đóng một cái bộ phim cùng chung với người Hoa, tức là người Trung Hoa qua bên Tàu để đóng cái bộ phim này. Và chắc khán giả cũng thắc mắc là không hiểu tại sao mà Phi Nhung là người Việt Nam mà đóng nguyên một cái bộ phim dài tập với người Trung Hoa. Vậy rồi nói tiếng gì? Thì tiếng em nói tiếng Quảng đó. Dạ, tức là đóng chung với nhau nhưng mà hãy Mạnh em hiểu, Mạnh nó hiểu. Không, nói em chỉ đọc đúng cái like của em thôi, còn ai muốn hiểu gì đó nghệ. Không, nói chung là cũng phải có người trong dịch, là tại vì người ta phải dịch ra cho em. Giống như là em với chị thì dịch ra để mình hiểu, để mình diễn chung với nhau. Như lúc đầu thì Phi Nhung nghĩ là chắc là dễ ăn lắm. Nhưng mà lúc em vô rồi á, lúc đó em mới thấy là em lên lưng cợp, là tại vì lỡ rồi. Rất là khổ cho một cái người mà giống như là khác tiếng đó chị. Giống như người ta đang nói quyên một những người là người Hoa không thôi, tự nhiên mình đâu Việt Nam chạy vô chứ chào ông chào bà. Đó là vậy, tự nhiên mình móc cỡ mà mấy người đó lại cười. Đó lúc đó em cũng tức lắm, em nói là ô nếu mà mấy người đó qua Việt Nam đóng thì người ta cũng giống như em thôi, người ta cũng phải nói tiếng Hoa chứ người ta đâu có hiểu tiếng Việt Nam đâu. Thành ra em cố gắng, mình cũng là một người nghệ sĩ có tên tuổi, không được giận, không được hờn, không được buồn, phải cố lên. Lúc đó em cố lên, em đóng xong thành bộ phim. Dạ, yeah, vâng, và thưa quý vị, nhưng mà vậy vẫn chưa sợ như thường. Bây giờ đòi hát nhạc Hoa tiếp nè. Quý vị đồng ý không quý vị? Anh hát một chút thôi, em biết ở đây cũng có nhiều người Hoa nhưng mà... Vậy nếu mà em hát chút thì Giang Ngọc đứng đây được không? Được. Rồi, em hát lên. Nhưng mà hát xong rồi dịch lại được không? Cái đó mới là quan trọng. Cái nhạc phẩm này á thì em đã qua Trung Quốc em hát rồi, đó là của cô Đặng Lê Quân, thì nó gọi là Xiao Sơn Khu Sư, nghĩa là gì? Nói lên là một thành phố rất là đẹp, thành phố tuy là nhỏ nhưng mà ấm ấp đầy tình người. Đó là cái nếu mà tại vì cái bài hát nó ngắn thì em chỉ biết nói như nó thôi, nhưng mà thì em chỉ hát cái đầu thôi. Cái action thì nó không có giống như người Hoa thiệt, nhưng mà đây là em rất là thích tiếng Hoa nên em hát. Nếu quý vị là người Hoa thì ủng hộ. Dạ, nhưng mà ở dưới có nhiều người Hoa mà. Có ai người Hoa không? Giơ tay cho Giang Ngọc. Dạ, ô, có mấy chú, một hai chú cũng là người Hoa. Vậy thì mấy chú nghe thử nha, có đúng không nha? Không có đúng nhiều lắm đâu nha, không có exactly đâu nha. Ok, em hát ban nhạc đánh thôi. Rồi, anh Tuấn chuẩn bị tinh thần nha Tuấn. Giờ có quyền được trả thù rồi đó. Xiao trong cô cô sẽ cứ qua
trong mắt xì hoa lửa đoà chữ nhi tao sao trắng lai cho họ trở về thoáng thà sự nhi vô hoa trong mắt xì cho cửa rằng sang nhi chế chiến sáng mai nhi hai cho đi xa sẽ dùng vô sự thương vô thoa chính nhi tôi nhung em hãy về tình tôi còn buồn chi lại thương tiếc như dứt đoạn tình xưa không một chút thương tình. Bỏ tiếp đi anh, tiếp đi anh làm phê rồi. Đi làm gì cho ông cái hết còn gì? Tự nhiên lâu quá không được dung ôm thì dung ôm quên mất tiền. Dứt đoạn tình xưa không một chút thương tình. Dù uống dù không rồi em cũng theo chồng, nhưng vẫn làm chi một mối tình dùng giờ tiếc nhớ làm gì một kẻ nắng tay. Mai sống bên chồng trong gấm lụa xa qua, em sẽ dần quên những tháng ngày mộng đẹp riêng tôi, quay về nơi gác lành năm xưa, sống trọn niềm đau với nhân tình thế thái. Duyên kiếp đôi ta từ nay thôi bé bàng, vì đẹp chốn trong tim đời sẽ không chặt như thế này. Bằng lòng chỉ mối gì nào, duyên tình không đẹp xéo néo làm chi, sang diễu chi thêm đớn đau tuổi thơ. Chẳng là đôi tình đôi mơ, chẳng còn gì mà suy tính tình không thương. Đến tôi nồng nào đi. Hát được không? Hát gọn, đừng nói. Em đâu có nói đâu, tại em nói cho em đâu có nói đâu.